Xin chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của Thế Đồng. Video hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một cái ứng dụng mà mình cảm thấy khá là hay. Thì ứng dụng này nó có chức năng là bảo vệ thiết bị các bạn khỏi những cái người nào đó mà vô tình hay là cố ý cập điện thoại các bạn lên mà mở cái mật khẩu màn hình của các bạn. Dù nhập đúng hay là nhập sai thì cái ứng dụng này nó sẽ sử dụng camera trước, nó sẽ chụp ảnh lại cái hình cái người đó lưu trực tiếp trên máy, hoặc là nếu mà các bạn có tài khoản Google là có mạng gì đó thì nó sẽ tự động nó sẽ đồng bộ hình ảnh nó lên trên tài khoản Google của các bạn luôn. Và có thể giúp các bạn có thể là xem đầy được những cái người nào đó mà cố tình hay là vô tình cố gắng mở cái mật khẩu màn hình của các bạn một cách đơn giản nhất và dễ nhất. Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí và các bạn có thể là tải trên cửa hàng Google Play. Vậy ứng dụng đó là gì và cách thức sử dụng như thế nào thì các bạn có thể tham khảo clip sau đây nhé. Rồi, để cài đặt và sử dụng ứng dụng này thì các bạn có thể thực hiện cái bước sau đây. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào trong cửa hàng Google Play. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn ô tìm kiếm và gõ giúp mình cái từ khóa là Insurance Selfie. Đây, các bạn sẽ thấy cái ứng dụng này. Các bạn sẽ tải về. Rồi, nếu các bạn tải về thành công rồi các bạn trở về màn hình. Và nên lưu ý là các bạn phải thiết lập cái mật khẩu màn hình cho cái thiết bị của chúng ta ha. Mình sẽ nhập mật khẩu màn hình là 4 số 0. Mình lấy ví dụ các bạn ha. Ok. Rồi, sau đó các bạn sẽ mở cái ứng dụng mà mình vừa tải về, ứng dụng này Insurance Selfie. Và đây là giao diện của ứng dụng. Tiếp theo thì các bạn sẽ thiết lập ban đầu bằng cách là các bạn sẽ bấm Next. Rồi, ứng dụng này nó sẽ yêu cầu một số quyền thì các bạn sẽ bấm lên đây và cho phép ứng dụng này ha. Giống là sử dụng camera rồi sử dụng cái thư viện. Tiếp theo. Rồi, ứng dụng này nó cũng yêu cầu cái quyền trình quản lý thiết bị luôn, các bạn sẽ chọn lên đây và bật tính năng trình quản lý thiết bị. Rồi, sau đó các bạn sẽ chọn tiếp theo. Ở đây ứng dụng này nó cho phép chúng ta là đồng bộ những hình ảnh chụp được bằng camera trước lên tài khoản Google. Thì đối với thiết bị Android nào thì mình nghĩ cũng có tài khoản Google hết, thì các bạn cứ chọn tài khoản Google và chọn cái tài khoản của mình muốn thêm vào ha. Rồi, cho phép. Rồi, như vậy là các bạn đã hoàn tất cái bước thiết lập ban đầu ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thao tác sử dụng cái tính năng này. Các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có những cái mục cài đặt nè, hình ảnh khi các bạn chụp được bằng camera trước thì nó sẽ hiện thị ở đây ha. Rồi mình sẽ tiến hành vào trong một số cài đặt để các bạn có thể nắm rõ hơn. Đầu tiên là picture delay thì các bạn nên để mặc định là 1000 ha, để hình ảnh nó được chụp sắc nét và nó không bị đen đi. Number picture có nghĩa là một lần khi các bạn nhập màn hình sai hay là đúng á thì nó sẽ chụp bao nhiêu tấm. Mặc định là thiết lập là 1 tấm thì các bạn có thể là chọn 5 tấm cũng được. Rồi, các bạn sẽ chọn cái mục là detection behavior, thì cái này nó sẽ có hai phần. Thứ nhất là chỉ chụp khi mà các bạn nhập sai mật khẩu, và chụp khi các bạn, cho dù các bạn là nhập đúng hay là nhập sai thì đây mặc định nó chọn khi nhập sai nó mới chụp, nhập đúng thì nó không chụp, thì mình sẽ chọn nhập đúng cũng chụp luôn. Rồi, thì những cái ở phía dưới đây nó sẽ có một số tính năng nó sẽ ẩn đi, thì các bạn sẽ chọn ở đây thì nó hiện lên đây, thì các bạn có thể là chọn cái số chụp ảnh là bao nhiêu thì các bạn sẽ chọn một. Thông báo thì khi nó chụp nó sẽ hiện cái thông báo đây. Các bạn không muốn người khác biết thì các bạn có thể là tắt luôn cái thông báo này ha. Cái mục này là mục là nó hỏi là có sale lưu vào bộ sưu tập hay không. Các bạn muốn giữ trên ứng dụng này thì chọn ứng dụng. Còn muốn sale luôn thì các bạn sẽ bấm sale luôn. Rồi, sale lên tài khoản Google Drive có nghĩa là lưu lên khi mà các bạn có mạng Wi-Fi hay là mạng 3G. Cái này là chỉ sử dụng Wi-Fi thì các bạn tích vào, còn nếu mà có sử dụng 3G thì không cần tích. Rồi, auto. Cái số lần giới hạn cái hình ảnh chụp các bạn nên để không, không là không giới hạn. Còn này là nó xóa cái số ảnh mà khi các bạn chụp nhiều á thì các bạn cũng để không luôn thì nó sẽ không xóa. Rồi, như vậy là chúng ta đã thiết lập cái cơ bản của những cái này ha. Bây giờ chúng ta nên test thử nè. Bây giờ mình tắt mật khẩu màn hình, mở lên lại. Rồi, mật khẩu màn hình. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình nhập sai ha. Ok, một lần sai, hai lần sai. Bây giờ mình sẽ nhập đúng 1, 2, 3, 4. Rồi, bây giờ các bạn thấy là mình đã nhập đúng nhập sai thì nó sẽ có cái thông báo nè, nó chụp ở đây nè. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái ứng dụng này lên. Đó, các bạn thấy. Đó, nó chụp lại, sử dụng camera trước chụp lại. Thấy không? Cho dù các bạn nhập đúng hay là nhập sai ha, nó chụp lại luôn. Và lúc nãy mình có bấm chọn lưu bộ sưu tập thì các bạn thấy nó cũng lưu vào bộ sưu tập luôn nè.
Nó có một cái vấn đề ở đây là các bạn khi mà các bạn chụp ảnh á, đây nè, mình sẽ hướng dẫn với các bạn luôn. Bây giờ mình nhập đúng hay nhập sai? Nhập sai một lần đi. Nhập đúng. Nó sẽ chụp. Ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng như vậy, thì bạn không muốn người khác biết á, thì các bạn sẽ nhấn giữ lên cái biểu tượng này, chọn chi tiết. Ở trong đây nó sẽ có một cái mục là hiển thị thông báo này, các bạn tắt đi. Đó. Bây giờ khi các bạn mà chụp á thì nó vẫn chụp nhưng mà nó không hiển thị như vậy, để tránh người khác mà họ biết được cái việc là các bạn đang sử dụng cái tính năng này, họ gỡ bỏ cái ứng dụng ha. Như vậy là các bạn thấy là mình đã chụp khá là nhiều đó, hình ảnh được chụp. Rồi tính năng hay nữa là nó sẽ tự đồng bộ lên cái Google Drive luôn. Thì lúc nãy là mình đã đăng nhập thẳng Google rồi, nên các bạn sẽ mở cái tính năng Google Drive lên. Đó. Ok, ở đây nó sẽ có cái thư mục là Intruder Selfie nè. Hình ảnh các bạn sẽ được đồng bộ lên đây hết luôn ha. Nó lỡ mà các bạn có vô tình mà mất điện thoại hay là ai đó cố gắng mở khóa thiết bị của các bạn mà có mạng thì nó sẽ chụp lại, nó sẽ đưa lên tài khoản Google Drive luôn. Thấy là khá là ok và khá là hay đối với một cái ứng dụng này. Đó, các bạn nên ẩn thông báo luôn đi để tránh tình trạng người khác biết là mình đang sử dụng cái ứng dụng để mình chụp ha. Còn việc cái gỡ bỏ ứng dụng này ra, tại vì nó đã sử dụng cái quyền thiết bị nên khi mà các bạn muốn gỡ ra thì các bạn sẽ vào trong mục cài đặt ha. Sau đó các bạn sẽ tìm đến cái mục là xin chắc học về bảo mật, thường là cái mục có tên là bảo mật trên những thiết bị điện thoại. Trên đây thì các bạn tìm đến cái mục là cài đặt bảo mật khác nè. Rồi trên đây nó sẽ có mục là ứng dụng OGP thiết bị, tìm đến cái mục ứng dụng OGP thiết bị và tắt cái trình quản lý thiết bị của cái ứng dụng đi để các bạn sẽ có thể là gỡ được hoàn toàn bình thường đối với cái ứng dụng này. Nếu mà các bạn không tắt thì các bạn sẽ không có gỡ được ứng dụng này khỏi thiết bị của các bạn nha. Rồi, như vậy là đó là cách cài đặt và sử dụng cái ứng dụng này. Nếu mà trong quá trình cài đặt và sử dụng thì các bạn có gì thắc mắc về ứng dụng này có thể là liên hệ trực tiếp thông qua tổng đài hỗ trợ online của Thế Động, hoàn toàn miễn phí, 1800 1763 được hỗ trợ thêm. Nếu các bạn có những câu hỏi thắc mắc có thể là comment dưới clip này, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn sớm nhất. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube của Thế Động. Và đừng quên, nếu các bạn có những ý tưởng hay chủ đề về liên quan clip hay comment clip này, mình sẽ cố gắng tổng hợp và thực hiện clip theo ý kiến của bạn. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip mèo hay tiếp theo.